Mà làm gì mà lâu quá trời quá đất vậy? Trời ơi, mới có 15 phút thôi mà. 15 phút luôn đó. Thôi đi lẹ đi. Tuần nào đi bà cũng vậy đó. Giờ đi trễ không xem được cúc đầu đâu. Tôi biết rồi. Khoan, đợi tôi xíu nha, tôi vô tôi xin tiền mẹ cái đã. Giờ bà vậy bà còn phải xin tiền mẹ nữa hả? Tại vì tôi chưa có đi làm với bộ. Trời ơi, bà lớn từng tuổi này rồi mà còn phải ngửa tay xin tiền ba mẹ nữa, bà không thấy mắc cỡ sao? Nhìn tôi nè, tiền tiêu vặt của tôi á là tôi đi làm thêm mới có được đó chị hai. Bà nhớ ông lớp mình không? Ừ, Nhớ sao bị sao? hot girl á, tiền ăn, tiền ở, tiền tùm lum tá lả của nó. Trời ơi, là nó đi làm người mẫu quảng cáo á, nó có thể trả hết luôn mọi thứ, đâu phải cửa tay xin tiền gia đình với bà đâu. Tôi cũng từng đi làm thêm chứ bộ, chẳng qua là không hợp thôi. Thì đi làm thêm làm thiệt thì cũng là đi làm thôi. Tôi nghĩ chẳng qua là do bà làm biếng rồi bà sợ cực khổ nên mới vậy. Phải không? À, hay là sau này học xong á, bà đi lấy chồng luôn đi. Chứ bà không làm được cái gì đâu. Rồi bằng tốt nghiệp bà cứ bỏ tủ rồi bỏ xó đi. Cái gì mà tôi làm biếng? Cái gì? Ai nói tôi làm biếng chứ? Chẳng qua là tôi chưa có tìm được công việc phù hợp thôi. Mà con nhỏ Vi đó làm người mẫu, chỉ cần mặc đồ đẹp, trang điểm cho kỹ, xong rồi đứng đó người ta chụp hình chụp hình chụp hình, dễ ẹc, có gì đâu cực Sao bà biết làm người mẫu không có cực khổ? khổ. Hay bà thử làm người mẫu như bà Vi coi, rồi bà sẽ biết là cực khổ hay không. Ok, để tôi thử. Tuyển người mẫu quảng cáo sản phẩm. Cái này được nè. Địa chỉ, ngày, giờ. Ok. Mình sẽ đăng ký tham gia cái này. Đến khi mình làm được rồi để coi nhỏ Vi đó còn dám khinh thường mình nữa không. Bạn bạn cũng tới đây cách tiêu người mẫu hả? Chắc là khó lắm ha. Trời. Đẹp đi mà cũng được báo được nữa hả? Đúng là chuyện hài mà. Đeo kính đen được báo thì đã sao? Vi! Sao bà đâu? Có đủ tự tin kiên nhẫn không mà đi casting vậy? Nghe nói bà cũng đi làm thêm rồi bỏ việc ngang đúng không? Dĩ nhiên là tự tin rồi. Mà chuyện của tôi bà quan tâm chi vậy? Mà ai kia đã là người mẫu chuyên nghiệp rồi mà cũng phải tới tận đây để casting nữa hả? Dù có nổi tiếng cỡ nào á thì cũng phải chấp hành theo luật lệ của nghề thôi. Tôi siêng năng chăm chỉ đi casting chứ đâu có làm biếng như ai kia. Rồi, tiếp theo. Ai là Hoàng Yến? Dạ em. Ai là Thúy Vy? Dạ em. Mời em vào trong. Ủa anh ơi. Sao? Hai người. Đúng rồi em. Xin mời vào trong. Thúy Vy, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Thúy Vy, năm nay em 19 tuổi. Năng khiếu của em là hát và nhảy. Kinh nghiệm của em tính đến nay là cũng 2 năm rồi. Tuy là thời gian rất là ít nhưng mà em đã học được rất là nhiều bài học bổ ích cho mình. Em luôn luôn cố gắng và hoàn thành tốt vai trò của mình. Em xin hết ạ. Rất tốt. Còn em?
Giới thiệu mình đi em. Mời em. Dạ, em tên là Hoàng Yến. Năm nay em 19 tuổi. Em chưa có kinh nghiệm cũng như là chưa có kiến thức chung về người mẫu. Em chỉ có duy nhất là niềm đam mê. Em muốn gửi đến những người tiêu dùng một sản phẩm thật là chất lượng. Em hy vọng là sẽ được hợp tác với nhà tuyển dụng. Em xin hứa là sẽ cố gắng mỗi ngày như là ngày cuối của mình vậy. Em hết chưa? Dạ, em xin hứa. Em rất là tốt. Dạ. Cảm ơn hai em. Phải nói thật là buổi cách hôm nay từ hồi sáng tới giờ, nói về số đo và ngoại hình đó thì hai em là đặc chuẩn nhất. Nhưng Ngọc còn nói kỳ này chỉ có chọn ra đúng một người thôi, cho nên anh rất là đáng đo. Bây giờ thì anh cần muốn biết một vài khía cạnh khác của một trong hai người, chẳng hạn như là người mẫu ảnh phải biết kỹ năng catwalk. Mời em. Mời Yến. Người mẫu ảnh tuy nhiên cũng rất cần kỹ năng diễn xuất. Thứ vi action. Em cho rắn bộ qua cổ đi. Bộ qua cổ đó ha. Không cho anh chọn Yến à. À, thế làm liền, làm liền. Em diễn cảm xúc thiệt của em được không anh? Được. Cắm chọi rắn. Cảm ơn hai em. Hai em quả là hai cô gái ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Giá như hai em chỉ có 400 gram thôi thì tuyệt vời. Ý anh nói là một siêu mẫu như hai em thì nó còn hơi siêu mẫu, vì vậy em chưa thể chọn ai được nữa. Anh hẹn hai em giờ này tuần sau tại đây.
hai em sẽ biết ai là người được chọn. Ok. Dạ. Thank you. Mẹ mới nghe cái vụ gì xảy ra phải không? Vậy là gớt cái mâm thôi mẹ. Dạo này mẹ thấy con lạ lắm nha. Con có chuyện gì nói mẹ nghe đi. À, có chuyện gì? Con có gì chứ mẹ, vậy là gớt cái mâm thôi hả? Không có gì hết. Dạ. Rồi thôi vậy vô ăn cơm, mẹ nấu cơm xong rồi. Mẹ, hồi sáng á con ăn rồi, con còn no lắm. Thôi mẹ cứ ăn trước đi nha. Rồi rồi, ăn sáng là ăn sáng, ăn trưa là ăn trưa, khác nhau chứ đâu có giống nhau được. Mẹ thấy con dạo này không có ăn hộp cơm nào trong người hết trơn á. Rồi con không ăn rồi lấy đâu ra dinh dưỡng rồi con học bài. Nè con có bệnh hoạn gì không hả? Nè nè, sao? Không, thấy con khỏe chỗ nào? Không, con không sao hết. Con khỏe, con vẫn khỏe mẹ. Chỉ là con ăn rồi nên là con còn no lắm. Ôi mẹ cứ vô nhà ăn trước đi nha. Rồi thôi, ăn sớm ăn trễ gì cũng được nhưng mà phải ăn. Không thôi đau bao tử nghe chưa? Dạ. Dạ con biết rồi. Đẹp thì phải ôm, mà muốn ôm thì phải ăn kim. Vì mục tiêu tương lai không xin tiền ba mẹ. Ráng lên, không được để con nhỏ Phi nó cười vô trong mắt. Ráng lên đi. Uống nước chắc được. Thằng Ben. Ý, Ben. Chồng, mà chị sớm vậy. Hôm nay chồng có quà từ vợ. Ồ. Vợ đừng tưởng nha, cực khổ lắm á, chồng mới có món quà này cho vợ đó. Ôi đừng có nói anh mua nhẫn anh cầu hôn là em lần hai nghe. Đi với chồng đâu mà còn cầu hôn gì nữa. Vậy hả? Dạ đây, anh đã xách 2 triệu đó đi mua cho vợ một món quà sắc đẹp. Tăng. Thấy bà hàng xóm xài nhiều lắm nghe. Anh phải hỏi thăm dữ lắm á, mới biết cái này là tốt cho phụ nữ. Quyết định mua về cho vợ liền. Đẹp không? Làm em mừng hụt. Mừng hụt gì? Mấy bà hàng xóm gì? Em cũng đang xài hết rồi. Ủa, thế rồi hả? Ủa, vậy thì hay quá. Anh mua cho vợ là vừa kịp lúc luôn đúng không? Dạ, cảm ơn chồng. Trời ơi, năm vậy thích không? Vậy thích không? Chết luôn. Nhà mình nuôi ninja hồi nào vậy? Nó đâu có nuôi nè. Nè ơi. Em. Em. Vô đại biểu. Vô đây. Trời đất ơi, con đất ơi. Làm gì ăn mặc trùng làm gì vậy? Trời trời, làm gì vậy? Nắng như vậy mà đi ra chỉ qua chỉ lại làm sao vậy con hả? Tập võ công hả? Dạ. Con chuẩn bị thi nhảy dây môn thể dục ở trong trường. Ủa? Cho nên là hôm nay không có tập luyện vậy á. Thi thể dục. Dạ. Môn nhảy dây. Dạ. Vậy thì mắc mớ gì con bận mấy này làm gì? Đúng không vợ? Đúng rồi. Tại vì trời nắng quá ba, cho nên là con bận chống nắng thôi chứ không có gì hết á. Trời nắng xong vô nhà mà. Cho nó mát mẻ tự nhiên đi đây nhảy cà tưng. Tại vì cái sân của nhà mình á giống như là cái phòng tập ở trong trường con vậy đó, cho nên là con mới tập ở đây nè. Phòng tập trong trường con mỗi lần mà nhảy dây là con phải chạy nhảy vòng vòng vậy hả?
nhảy nhảy sắp mặt vậy đó hả con? À, tại vì con muốn tốt nên là con nhảy nhiều kiểu, có khi con được giải ý tưởng á mẹ. À được á. Cực quá ha. Chắc sắp được nhận bằng khen rồi. Dạ. Ừ. À, vậy cố gắng lên con. Ba tin là con sẽ thành công. Có thất bại thì cũng không được nản. Có lỡ mà té thì cũng phải đứng lên nhảy tiếp. Ba tin là con sẽ được điểm cao nhất trường. Ừ. À, tập xong lẹ lẹ rồi vô nghỉ ngơi nghe. Chứ đừng có tập quá, trời này dễ bị điên lắm con. Con gái mình vậy. Con giờ nó có tỉnh bao giờ. Vô. Ba, con là con ruột của ba mà. Không biết bà Yến nhà sao ba. Đi gọi. Alo. Alo. Yến hả? Kế hoạch giảm cân của bà sao rồi? Vẫn vô cùng thuận lợi. Tôi á thì một ngày tôi chỉ cần một củ khoai với một ly nước là tôi no lắm rồi. Khoai lang nhiều tinh bột lắm. Tôi chỉ cần một quả táo và một ly nước lọc thôi là đủ lắm rồi. Chứ không có cần ăn khoai lang như ai kia. Vậy ha. Trời. Giảm cân phải thắng nhỏ Vi mới được. Tuổi già ập tới, đau không kịp, đau nhức mệt mỏi quá. Chồng ơi, nghe, lấy giùm em ly nước chồng ơi. Có liền. Chồng ơi. Từ 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 từ. Lẹ lẹ chồng ơi. Trời ơi khổ quá, đây này, ly nước của vợ nè. Ủa chị làm gì vậy? Em uống thuốc cho đẹp da. Ủa mà em đang đau mình mà. Chồng đấm à, bóp giùm em. Có liền luôn. Trời, tưởng chuyện gì chứ, đấm bóp là chuyện nhỏ. Đấm bóp. Giờ mệt mỏi mà. Giờ sao giờ không uống vitamin mà giờ uống thuốc đẹp da chị? Bởi vì phụ nữ ha, làm gì làm cũng phải là đẹp nhất ha. Cái gì vậy? Ê, quên, đây nè, uống vô đi. Đó, rồi, uống vô, ê, đừng té chồng. Bình tĩnh vậy, giờ đâu có nhẹ đâu. Hả? Để chưa. Đó. Trời ơi, chồng biết em quan trọng sắc đẹp mà. Em uống thuốc đẹp da vô là em đã cảm thấy là khỏe mấy phần rồi. Chồng hiểu không? Em nhức ở dưới này nè. Gì hết. Chúng mình có làm gì đâu mà nó làm như là chúng mình đang làm gì ghê gớm lắm. Nè, ba dạy con rồi, con lớn rồi, mấy mốt đi đâu á, vô phòng người khác là phải gõ cửa biết không? Tự nhiên con ào vô vậy, lỡ ba má cái gì trời? Thì lỡ ba má đang kiếm em bé sao? Thí dụ như vậy. Tào lao không. Vô gì mà sòng sọc vô đây hả cô nương? Mẹ. Mẹ cho con mượn cái cây thước đo mà để mày đội mẹ. Thước đo hả? Dạ. Đây kìa, bên kia kìa, mở hộp tủ ra lấy giùm mẹ nghe. Dạ. Bình thường là bạn bè, nhưng mà có
có công việc thì tương ai đấy lo nha. Lỡ mà tôi có làm cho bà buồn á thì cũng đừng trách tôi. Đúng vậy, nếu như tôi là nguyên nhân khiến cho bà thất bại á thì bà cũng đừng có buồn tôi à nghe. Cái gì? Thất bại hả? Bà còn đang ngủ hả bà? Tỉnh giùm cái. Ai tỉnh ai mơ, còn chưa biết được đâu, chờ vô trong á rồi sẽ rõ. Nhưng mà tôi nói trước à, tôi không có nhường nhịn ai kia đâu mà nghe. Chắc tôi nhường nhịn bà. Như vậy là một tuần đã trôi qua. Cảm ơn hai em đã hợp tác. Quả thật hai em đã thay đổi quá nhiều. Dạ, em cũng chăm chỉ để ăn kiêng, để có được số đo với lại số cân như ý đó anh. Còn đối với em á, việc kiểm soát ăn uống, cân nặng là trách nhiệm hàng đầu, đâu phải đụng chuyện rồi mới làm. Được. Dạ, vậy anh có thể cho tụi em biết kết quả trong ngày hôm nay luôn được không anh? Tất nhiên rồi. Dạ. Và người được chọn sẽ là... Dạ là ai anh? Là trước khi nói người được chọn, chúng tôi cần thông báo cho hai em một chuyện. Cái sản phẩm mà chúng ta cần sản xuất quảng cáo đó là dinh dưỡng dành cho người gầy. Vì vậy chúng tôi cần một người mẫu vừa đẹp, vừa cao, vừa số đo cân nặng đạt chuẩn. Rất cảm ơn hai em đã hợp tác. Và người được chọn cho hôm nay sẽ là... Là ai anh? Là em. Trời ơi, em biết ngay rồi trời ơi, tại em đẹp. Em hả anh? Em đúng không anh? Mời vào. Xin giới thiệu với mọi người, đây là mẫu người mà chúng tôi đã chọn. Rất cảm ơn hai em đã hợp tác. Nhưng hai em không đạt chuẩn trong mẫu quảng cáo này. Tại sao vậy anh? Bởi vì hai em đã giảm cân đến mức không còn sức sống nữa. Hai em giảm cân cái kiểu gì mà để má lúng đồng tiền giống như đồng tiền giấy vậy. Còn hai con mắt hổm sâu như là hai con mắt của nhiều hâu vậy. Còn cần cổ làm gì mà hổm vô như hai cái giếng vậy. Các em nên biết một điều, đẹp nhưng phải khỏe. Bởi vì khỏe mới đẹp. Hai em hiểu rõ chưa? Thank you.